Thưa quý vị và các bạn, bám sát các nội dung xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Trung ương Đoàn phát động, thời gian qua, huyện Đoàn Định Hóa đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động tình nguyện tới các cơ sở đoàn thông qua những hoạt động cụ thể như vận động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình phần việc thanh niên, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, hiến máu nhân đạo, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Với 50 đoàn viên thanh niên đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc khối Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Chi đoàn Thanh niên khối chính quyền có nhiều thuận lợi để phát huy hiệu quả các phong trào tình nguyện, tổ chức hiệu quả các hoạt động của đoàn. Từ năm 2018 đến 2020, có hàng chục lượt đoàn viên của Chi đoàn đã tình nguyện tham gia hiến máu. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Chi đoàn Thanh niên khối chính quyền tổ chức vệ sinh, dọn dẹp và tham gia lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện, tổ chức thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn, triển khai thực hiện các công trình thanh niên do huyện đoàn phát động như ngôi nhà tình bạn tại xã Bình Yên, điểm vui chơi cho thiếu nhi tại xã Trung Lương, công trình hàng rào xanh quê hương trên địa bàn huyện với kinh phí là trên 7 triệu đồng. Vận động đoàn viên thanh niên ủng hộ mô hình thanh niên khởi nghiệp tại xã Kim Phượng với tổng số tiền ủng hộ gần 3 triệu đồng. Phong trào và chương trình được ban chấp hành chi đoàn phát động thì được đông đảo các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình, tham gia với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của thanh niên, đúng với tính chất tình nguyện của thanh niên. Và cùng với đó thì cũng được sự tạo điều kiện của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong khối chính quyền thì các phong trào cũng đang được diễn ra hết sức là thành công và đạt được đầy đủ ý nghĩa khi mình đặt ra. Trong những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng. Sức sống của phong trào tình nguyện không chỉ thể hiện ở số lượng thanh niên tham gia ngày càng đông, mà còn phong phú về nội dung, hình thức và chất lượng, phạm vi hoạt động. Cho đến nay, các nội dung của phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện Định Hóa đã được cụ thể hóa, tổ chức thành các phong trào, hành động cách mạng trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, khoa học công nghệ, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành cao điểm trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó điểm sáng là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo. Mỗi năm trung bình có khoảng trên 12.000 lượt thanh niên tham gia tình nguyện do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Định Hóa phát động. Qua đó đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Để nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện trên địa bàn toàn huyện trong thời gian vừa qua, thì Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã có những cái định hướng cũng như là chỉ đạo các cơ sở đoàn và các cái chi đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn huyện tổ chức các hoạt động tình nguyện theo cái hướng thiết thực, đặc biệt là hướng vào những cái nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn toàn huyện. Thì thông qua các cái việc tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn toàn huyện thì đã mang lại những cái hiệu quả và ý nghĩa hết sức thiết thực. Nó mang lại những cái giá trị đối với bản thân mỗi các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, cũng như là mang lại những cái giá trị xã hội rất là tích cực, tạo cái hiệu ứng lan tỏa để tập hợp thu hút cũng như tuyên truyền đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn huyện cùng thực hiện tham gia các cái nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn toàn huyện. Từ những việc làm ý nghĩa, thiết thực và cụ thể, tuổi trẻ huyện Định Hóa đã làm bừng sáng hình ảnh màu áo xanh tình nguyện, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà. Trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tuổi trẻ huyện Định Hóa tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua, xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu của đại hội, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng huyện Định Hóa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.